Good morning, chào buổi sáng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi video. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2023, mình xin được cập nhật tiến độ thi công trên công trường cầu Mỹ Thuận 2. Thì như video chiều hôm qua thì cả hai bên đơn vị thi công trụ T15 và đơn vị thi công trụ T16 đang chuẩn bị cho hạ xe đúc. Đến sáng nay thì bên trụ T16 công tác chuẩn bị hạ xe đã hoàn thành thưa quý vị. Đã lắp dàn giáo để lắp thành bà khi hạ xe. Vì thanh ba mình dài tới 12m nên phải dựng dàn giáo để đỡ thanh ba. Đã tháo hết hai quang treo ra, cũng nhấc dầm dây ra khỏi vị trí. Còn phía dưới sông thì cũng đã di xà lan vào đúng vị trí để hạ xe. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bên đơn vị thi công trụ T15 cũng đã lắp thanh ba hạ xe vào rồi, hôm nay sẽ tiến hành tháo quang treo. Bên trụ T16 đang tiến hành cầu chuyển xe chữ C để tiến hành lắp dây, xe kiểm tra dầm cầu.
Công nhân đang điều chỉnh cho xe vào đúng vị trí dày dẫn hướng. Đường dẫn phía bờ Vĩnh Long đang lắp ghép tấm váy lan can nhịp dẫn T17 và T18.